Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm Sao Biết Được TV. Hôm nay video mình nói về dấu hiệu của bàn tay. Một năm thần tài gõ cửa. Bàn tay này nó thể hiện là người này sẽ có rất là nhiều sự thành công, tiền bạc sẽ đổ về. Tại vì với cái dấu hiệu này thì cho dù anh làm kinh doanh hay là làm về chính trị, thì khi mà có dấu hiệu như trong video mình giới thiệu đây thì chắc chắn tiền bạc đến, danh vọng đấy. Đầu tiên là cái bàn tay nó có một cái đường thủy tinh rõ ràng chạy lên. Những người có cái đường chỉ tay thủy tinh này thì người thông minh, cả nam lẫn nữ, rất là tài giỏi. Tố chất của những người có khả năng kinh doanh buôn bán được, làm ăn được. Cái đường này cũng khả năng thể hiện người này có sự nghiệp chính trị hanh thông, tiền bạc đấy. Thứ hai, một người để ý tiếp đó là ngay khu vực Gò Thái Dương này có một đường đi lên như thế này. Ví dụ như có một đường từ Gò Nguyệt đi lên thế này. Những người có đường chỉ tay này là được sự thừa nhận của rất là nhiều người và được sự trợ giúp, sự thương mến, cảm mến từ rất nhiều người. Vậy thì cái đường chỉ tay này nó không dài như vậy được không? Cũng được, nếu như mà có ở trên này cũng được nè. Chỉ có một cái đường trên này, có cái đường Thái Dương như thế này rõ ràng, cộng thêm có đường thủy tinh rõ ràng như thế này, thì người này sẽ báo hiệu một năm công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, tiền bạc đến đầy ắp luôn, cực kỳ là thuận lợi. Những người nào mà có sự kết hợp giữa cái đường thủy tinh này, có đường Thái Dương này, hoặc đường Thái Dương này, miễn sao có một cái đường Thái Dương rõ ràng mạch lạc thì báo hiệu một năm vận khí hanh thông, có thể là đụng đâu có tiền đó. Thêm nữa là cái đường trí đạo, người để ý cái đường trí đạo nó sẽ tẻ làm đôi. Ví dụ đường trí đạo thẳng này nhưng có tẻ làm đôi. Những người có cái này là cũng như là đi gút trong bụng người ta vậy, có thể nắm bắt được thông tin của đối phương. Người này rất là giỏi. Những người có đường trí đạo dài là những người thông minh, suy nghĩ chắc chắn. Và nếu như mà ở trên cái đường mà đường trí đạo này có hình tam giác hướng lên, tam giác á, ở trên này cũng có hình tam giác hướng lên, ví dụ như này đó. Đầu tiên là những người này là những người được sự giúp đỡ của những người khác. Những người ở phía trên họ giúp được người này. Thứ hai, những người này rất là khôn khéo. Thật ra gọi là không khéo hay là mưu mẹo cũng đó đó. Những người này đã có cái đường trí đạo và tẻ làm đôi là những người này giỏi bắt chước á. Chịu đựng giỏi lắm, nhanh nhẹn lắm, chịu thương chịu khó đó. Có chịu cực được nhưng mà ta không khéo, mưu mẹo tại vì nó dài. Và những người có đường trí đạo nó dài cẩn thận nữa. Thật ra là càng rõ ràng, đường trí đạo càng rõ ràng, thể hiện người này sáng suốt. Khu vực dưới này nè, càng nhô đầy càng rõ ràng, cộng thêm cái đường trí đạo rõ ràng nữa thì những người này cái vận hanh thông lắm. Tại vì nếu đường trí đạo nó rõ ràng, nó đều thể hiện gọi là cái vận niên, cái năm đó đó không có sự chi phối, không có sự làm cái gì mà ảnh hưởng đến cái bản thân người này, khiến cho họ rối não hết trơn, khiến cho họ sầu tư, khiến cho họ phải có nhiều thứ bị chi phối, có nhiều thứ gọi là để mệt mỏi, không có. Cho nên mà nếu như đã có đường trí đạo rõ ràng cộng đem thêm cái đường thủy tinh và rõ ràng thế này, đẹp, thẳng thớm như này, công danh sự nghiệp thuận lợi. Rồi cái việc mà có đường Thái Dương nè lên nữa thì thôi, cực kỳ là may mắn. Những ai mà đã có những yếu tố này thì đã may mắn rồi. Cộng thêm vị trí đi này nè, nó có dụ như cái hình ngôi sao trên cái đường Thái Dương này, người ta gọi đây là dấu hiệu của thần tài gõ cửa đó. May mắn cực kỳ, có danh tiếng nữa, có lợi lộc nữa. Những người này có này thì đụng đâu là có tiền đó, cho dù bất cứ cái việc gì họ rờ cái tay vào thì có tiền cực kỳ nhiều, có tiền liền. Mà nếu như nằm ở trên cái đường này Thái Dương ngắn thôi, nếu mà nó nằm trên đường dài này thì cực kỳ tốt đó nè. Những anh này có thể có vận gọi là trúng số nữa đó. Cái vực trên này mà gò này đẹp, nổi u đầy thì
có tiếng, nhiều người biết tới, có danh vọng đó. Người ta đều gọi là cái khu vực này khu vực danh vọng này. Có ngôi sao mà xuất hiện trên đường thế gian này thì không cần phải nói gì hết. Đếm tiền mỗi tay. Nha, gọi là đếm tiền mỗi tay đó. Rồi bên cạnh đó nếu mà có thêm cái ngón út này nó dài. Ha. Ngón út dài. Tại vì những người có ống hút dài là những người rất là khéo léo, cực kỳ khéo léo trong giao tiếp. Vì những người có ống hút dài thì thường người ta gọi là cái ngón về tri thức á. Cái lóng đầu tiên của ống hút mà dài nữa thì cực kỳ tốt. Những người này rất là giỏi, không khéo đó. Rồi thêm nữa là cái ngón này nè, nó dài nữa thì cũng tốt, vì những người khả năng chỉ đạo được. Những anh nào mà có cái ngón này nè mà nó bị cong quẹo á thì người ta gọi là cái ngón không từ một thủ đoạn. Cái ngón này nha, nếu như mà anh nào mà làm ví dụ cái này là liên quan đến chính trị là tốt không? Tốt. Nếu mà cái ngón này nè mà nó cong quẹo thì anh gọi là những người này không từ một thủ đoạn để đạt đến cái mục tiêu đã đặt ra. Người ta vô tâm, cộng thêm cái đường tâm đạo nó ngắn nữa thì người này chẳng để ý việc gì đâu, chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, miễn sao là ta làm cho lợi lộc của họ là được ha. Đường tâm đạo ngắn thì mọi người cũng biết rồi, tâm là lấy cái tâm đúng không, nó có tâm tính của một người nè, gọi là tâm đạo mà đó. Cái tâm tính của một người nếu mà ngắn quá thì thô bạo, chỉ biết bản thân thôi, đặt mình vào vị trí trước tiên sau đó cho người khác. Mà cộng thêm nếu mà cái ngón này nè mà nó cong quẹo quẹo là những người chỉ vì mục đích bản thân thôi, không thèm để ý việc khác. Video sau là mình sẽ giới thiệu cho mọi người các ngón tay này, cái ngón tay mà nó cong quẹo quẹo á, cái ngón tay cong quẹo quẹo mình sẽ giới thiệu cho mọi một video sau mình sẽ giới thiệu cho mọi người, để mọi người khi cần nhìn vào những cái ngón tay này mình biết được người này tâm địa đó làm sao, người ta tâm địa đó, bản thân người này tố chất họ như thế nào, chỉ cần vào nhìn một ngón tay. Video trước mình đã nói về những cái tay ngón hình vuông, hình tròn hay là hình nhọn đúng không. Video sau mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dấu hiệu liên quan đến ngón tay mà bị cong quẹo, mà khi sinh ra đó là tự nhiên bị chứ không phải là bị lý do là tai nạn nha. Những người mà có dấu hiệu này, video sau mình giới thiệu cho mọi người tâm địa của họ như thế nào. Cho nên ví dụ những người này, như nói video nãy giờ, cái này mà nó xấu thì tâm địa không tốt, thì vì nó thể hiện là người này chỉ biết bản thân họ thôi. Cộng thêm nếu mà công danh sự nghiệp này, nếu mà gọi là về chính trị đi, cái tâm địa này không từ một thủ đoạn này, chỉ biết bản thân mình này để đáng gặt đến sự nghiệp, gọi là tới gọi là tột đỉnh vinh quang, tới tột đỉnh vinh quang. Cho nên những người nào mà có những cái dấu hiệu như thế này, có đường thủy tinh rõ ràng thẳng lên, có đường trí đạo mà dưới cuối đường trí đạo nó có hình tam giác hoặc là tẻ làm đôi rõ ràng, không có gì quấy phá này, giống như thể hiện là một năm hanh thông vui vẻ đó. Rồi có một đường thái dương đi lên từ khu vực cầu nguyệt đi lên chẳng thẳng đây này, mà có hình hình ngôi sao, giống gọi là thần tài gõ cửa, tiền bạc đấy chắc chắn là mọi người, những ai có dấu hiệu này sẽ trong năm tiền bạc đến đầy nhà. Đây chỉ là một trong những cái yếu tố nói về tiền bạc, tất nhiên là cũng có nhiều cái dấu hiệu khác nó thể hiện việc tiền bạc đến nữa, chứ không phải chỉ riêng dấu hiệu này. Nhưng trong video hôm nay là mình giới thiệu những cái dấu hiệu liên quan đến tiền bạc của cải, liên quan đến những cái tay này. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích, xin cho mình một like, một lượt đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.